A tira já. E até pau pequeno, vamos cortar também. Đó, đây là cái mảnh vườn mới các bạn. Mảnh vườn này thì nó cũng tương tự giống như cái mảnh vườn bên kia thôi. Nhưng mà nó như thế này thì nó sẽ thành cấp số nhân lên. Thì hai mảnh thì nó sẽ thành tương đối là rộng rồi. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Bet. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Rufin. Mama, chào các bạn. Phải là mama, chào các bạn. Chào các bạn. La tên phu và tên con đu tu. Vamos tirar, vamos cocinar ya. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog của Sống ở Châu Phi. Hiện tại buổi sáng nay anh em mình đến đây vẫn là bạn Trinh Đông Gù. Đó thì hiện tại mọi người thấy là tất cả các cô đã đang nghỉ ngơi đấy hết rồi. Và một cái điều đặc biệt nữa là nói chung ở trong bản này thì có rất nhiều cái bất ngờ dành cho mình các bạn. Hiện tại đến thời điểm này thì thêm một mảnh vườn nữa, tất cả mọi người đã cuốc xong hết cỏ rồi. Anh em mình sẽ di chuyển đến trên đấy. Đó các bạn, đây là tuyến đường đi ra cái mảnh vườn thứ nhất. Ngày trước chỗ này là toàn cây với cả cỏ rồi, mọi người đã dọn sạch sẽ hết rồi. Từ đây mà ra tận ngoài chỗ đường đầu bản ấy. Ngày xưa đây chỉ là một cái đường mòn thôi, lối đi nhỏ thôi. Trước khi mình vào thì mọi người đã phát quang sạch sẽ xong hết rồi. Ui, ở kia mọi người còn làm cả cái nhà tròi rồi. Hôm trước mình có nói gợi ý bác trưởng thôn. Bon dia. Hôm nay vào đây đã xong hết rồi các bạn. Đó, kia giờ chỉ còn thiếu mỗi cái lợp cỏ nữa là xong. Người dân đây tạo cho mình rất nhiều cái điều bất ngờ các bạn. Đó. Và toàn bộ cái mảnh vườn thì đã được đốt cỏ sạch hết rồi. Đó, toàn bộ cỏ trong vườn là mọi người đã đốt sạch rồi. Này chắc là mới đốt ngày hôm qua. Ồ, ra ta cây ma tu đủ. Đó, đã đốt hết rồi. Này, vườn này là coi như là có được một lượt cái phân hữu cơ rồi đấy các bạn. Cái này mới đốt. Hình như mới đốt buổi sáng này vậy. Vẫn còn cái hơi nóng nóng lên. Như này thì nó đảm bảo là nó sẽ chết cỏ rồi là chết các loại sâu bệnh đang ở dưới đất. Còn đây là cái nhà chòi đấy các bạn. Đây là cái nhà chòi đây. Cái này giờ chỉ còn thiếu một cái lớp cây nhỏ đây nữa thôi. Đó. Còn như kiểu mình gọi là cái lớp rui mè đấy, thẳng cái đây, xong rồi lợp cỏ lên là xong. Giờ mình sẽ di chuyển xuống phía bên này. Phía bên này còn mảnh vườn nữa. Hôm trước thì mình có dùng flycam bay thử cho các bạn xem, rồi có nói với mọi người là cái mảnh đất nó ở cái vị trí đấy. Thì giờ mình sẽ di chuyển xuống đây dưới đấy xem. Này xong vậy, nói bác trưởng thôn hô hào mọi người đi dọn hết những cái cây này đi các bạn. Những cây này xong rồi đào bớt mình những cái gọc lên. Em mình bắt đầu đến mảnh vườn thứ hai đây các bạn. Đây là đến mảnh vườn thứ hai. Oh papa. Sì, tutto bene. Yeah. Oh George. Già. Già. Vai. E si canna, vamo. Ah, è canna tirare. Tira già. Dono già, devo a volte non di tirare. Sì. A tira già. E a te pao bicchino, vamo cotare tamè. Đó, đây là cái mảnh vườn mới các bạn. Mảnh vườn này thì nó cũng tương tự giống như cái mảnh vườn bên kia thôi. Nhưng mà nó như thế này thì nó sẽ thành cấp số nhân lên. Thì hai mảnh thì nó sẽ thành tương đối là rộng rồi. Đó. Ta đi si ta bon ta bon đi tu. Bài hoje tem bocado homem. Ah, hoje tem bocado homem. Sim, por quê? Acho que como ontem assim os homens já vinham, então lá no bairro também tem festa. Ah. Tem casamento. Sim. Ah. Ah, tem casamento? Tem casamento. Sim. Tem casamento. Ok. Esse que é
mamãe que vinha mais muito. Sim, sim. É isso, é isso. Yeah. Então, pai, amanhã domingo no trabalho. No trabalho. Sim. Domingo foi na igreja. Sim, é. Agora, segunda-feira. Sim. Segunda-feira vamos preparar assim. Segunda-feira, mandar um bocado homem, vem aqui. Sim. Vamos começar a cortar pau pequeno. Okay. E outro, fica lá na outra aí. Sim, vamos limpar essa lenha que já cortar aí, limpar, meter outro lado. Sim, sim. E vamos cavar aquele tronco também. Okay. Agora, outro pessoal, vamos cobrir já aquele jango. É. Yeah. Limpa bem e aqui cortar, depois vamos queimar já. Sim. Tem que preparar já treino que fica bonito já para trator vir trabalho uma vez só. Sim, é verdade. Yeah, porque nós também temos fazenda grande, o trator está muito ocupado. Então quando ele vem aqui, tem que acabar aí e depois vem para aqui. Sim. Mas agora o problema é aqui, o trator não vai chegar, pé. Đây là cái mảnh vườn thứ hai. Mảnh vườn thứ hai hôm nay mình đến thì mọi người cũng đã làm xong hết rồi. Đây, từ mảnh vườn thứ hai mà đi lên mảnh vườn thứ nhất, chỗ đen đen kìa các bạn. Nói chung là cũng gần thôi, khoảng tầm độ 200m. Nếu mà làm được hết cả cái khu vực này thì quá đẹp luôn rồi. Thế nhưng mà mấy cái chỗ đất ở chỗ giữa này, giữa hai cái mảnh vườn này thì đều có ông chủ rồi mà mọi người thì lại không ấy các bạn, không đồng ý cho làm. Đó, đây là hai mảnh vườn. Nó tương đối là bằng nhau các bạn. Nói chung là cũng tạm ổn, như này là được khoảng tầm độ 2 hecta rồi. 2 hecta như này để giúp người dân ở trong bản là cũng tạm ổn rồi. Cái mảnh vườn mà chỗ đen đen này các bạn, chỗ đen đen này thì mình tính là sẽ trồng cây khoai tây. Còn chỗ mảnh đất trắng ngày hôm nay mà mới đi phát cỏ đây ấy, thì là mình sẽ triển khai trồng dây khoai lang các bạn. Trong khoai lang ở trong bản là Salundo Novo, trong đấy mình có thể là vào cắt tỉa bớt cái dây đi để trồng, để ra trồng được rồi. Bởi vì là bây giờ thì nó cũng là mùa khô, ở trong khu vực đấy thì nó không có nước nên là khoai lang cũng bắt đầu hiện tượng nó bị héo rồi các bạn. Và bây giờ củ thì nó mới kiểu dạng bằng ngón chân cái thôi. Cái đấy tính ra thì mình cũng mới trồng được khoảng hơn tháng này thôi các bạn. Chứ lúc mình trồng thì nó vào cuối mùa mưa mất rồi. Thế nên là sẽ triển khai sớm cái dự án này các bạn. Đó, hiện tại đây là được hai mảnh vườn ở trong bản mới Chilembo đây. Còn ở phía bên cái dòng suối đấy các bạn, phía bên dòng suối đấy thì khu vực đấy thì nó lại không có nước mà phải sử dụng máy bơm. Chỗ đấy thì lại không làm được bởi vì nó là đất rừng rồi. Đó, toàn bộ chỗ đấy là đất rừng, nó có rất là nhiều cây nên không thể làm được. Bác trưởng thôn cùng với mình, tất cả mọi người sẽ di chuyển về phía dưới kia. Ở chỗ này thì ngày xưa nó là một cái đường mương nhỏ này. Đó, đường mương nhỏ này chảy theo từ cái ruộng chính kia, ruộng trên số 1 kia về đến chỗ số 2 này. Nhưng cái này do là mọi người lâu sử dụng rồi, thế nên là gần như kiểu như đắp nước ở trên kia rồi. Cái này thì sau này khi nào mình sẽ bắt vào trồng, mình sẽ huy động người dân đi dọn làm lại cái đường mương này, sẽ đào một đường mương mới để lấy nước từ phía trên kia đi về đây. Sau đó thì từ đây chỉ việc xả xuống dưới ruộng thôi. Cái này thì để đến thứ hai đầu tuần thì tất cả mọi người sẽ tập trung vào đây để làm dọn dẹp rồi là đốt cỏ rồi chặt những cây nhỏ đi. Còn ngày mai chủ nhật thì tất cả mọi người đều nghỉ đi lễ hết rồi. Ngày mai không ai đi làm cả. Rồi anh em mình sẽ di chuyển về phía cái ruộng số 1 trên kia các bạn. Để mình nói với bác trưởng thôn. Phép à? Vâng mà. Xin. À sẽ ese tu du lenha. Tu du lenha sim. Vamos tirar. E esse tronco pequeno aqui. Vamos também tirar já. E mandar o 10 homens, o que vamos acabar já. Para depois só vai cozinhar aqui. Não precisa ir lá mais. Sim, sim. Yeah. E lá em cima também igual. Porque agora se quero cultivar agora treino, tem que preparar bem para trator vir, para virar já. Sim. Aí ainda tem muito lixo, tem que limpar. É isso. Yeah. Sim, esse pequeno assim também tem que tirar para trator e passar bem, para não furar pneu. Yeah. Acabar de preparar treino, vamos preparar já a vala. Sim, tem, yeah.
tem muita água para ir lá, sim, outro, a chegar até lá no segundo outra. Ah, sim. Yeah. Aqui primeiro, agora lá no segundo. É, yeah, aqui primeiro, lá no segundo. Yeah. Tá. E pai, agora no caminho assim é, tem que capinar um bocado é para abrir. Aí, o caminho, sim, para ficar limpo, conforme aqui. Yeah. Tá. Sim. Agora, o trator, se chegar lá, vai mandar como? Tem outro caminho? Tem outro caminho. Tem a estrada mesmo. A estrada até mesmo naquela ponta mesmo aí, pronto, que foi no interior. Pronto, que vem a estrada. Ah. Saiu naquela divisão aí, lá, assim, naquela escalipe, naquela aldeia, assim, quando acabamos a aldeia antiga. Sim. Não tem aquela divisão que foi. Já, essa estrada mesmo assim. Passou mesmo naquele pau, aqueles pau lá, é por onde que passou. Ah, ok. Ah, sim. E só para o trator sair, vir assim, é rápido. Sim. Ah, não tem problema. Sim. Ah, da estrada. Yeah. Sim. Então hoje, fim de semana, vamos almoçar, depois vamos largar cedo. Okay. Yeah. Hoje é melhor vamos largar cedo. Yeah. Esse lenha depois vamos juntar, fica aqui. Passou para depois cozinhar. Sim. Yeah. Agora vamos avançar aí. Yeah. Almoçar. De tarde vai em casa. Preparar roupa bonita, amanhã vai na igreja. Hoje tem festa, né? Ah, tem festa, tem casamento aí. Sim. Segunda-feira, né? Ah, segunda-feira. Limpar bem aí, okay. Tudo. Tá bom. E acabar já tudo o trabalho. Ok, tá. E depois de acabar, vamos... Abrir a vala. Para ficar mais muito largo. Sim, sim. É isso. Ok, các bạn, bây giờ cũng đến giờ nghỉ buổi trưa rồi. Thì sẽ để cho tất cả mọi người ngồi đây nghỉ, sau đó thì nấu ăn buổi trưa. Rồi sang sáng thứ hai. Sáng thứ hai lại tiếp tục vào làm công việc dọn dẹp đất để chuẩn bị lấy máy cày để làm. Ok các bạn, video ngày hôm nay anh em mình vào trong bản Chin Đông Gù đây. Thì cũng muốn review lại cái tiến độ công việc ở trong bản cho tất cả mọi người cùng xem. Thì hiện tại thì tất cả mọi thứ đã rất là tuyệt vời rồi. Ok các bạn, thì thôi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình ngày hôm nay. Chào các bạn. Bà. Mama, chào các bạn. À. Yeah, mama. Fica aqui, né? Almoçar. Depois vai em casa. Segunda-feira vamos continuar o trabalho. Yeah, tem que avançar já para plantar já cimento. Sim.